của đường ruột nhá các anh chị nhá. Ngay khi mà ăn chua, dưa chua, muối chua, cà chua, bất kỳ cái gì mà các anh chị thức ăn, kể cả như nêm chua cũng thế, chúng ta ăn những cái thứ đấy vào mà chúng ta có hiện tượng là đau bụng, dâm dâm đau bụng ấy, thì các anh chị phải hiểu rằng là đấy là đại tràng của chúng ta nó đang có vấn đề. Đại tràng dạ dày đang có vấn đề đấy ạ, nên nó mới có cảm giác đau, có cảm giác khó chịu. Nên Minh Nguyệt phải nói rằng những ai mà đang có vấn đề về đường ruột ấy, đừng có ăn chua quá nhiều. Chứ còn gì ạ, cái miệng nó làm hại cái thân. Nên là khi chúng ta ăn vào mà chúng ta có cảm giác đau, cảm giác khó chịu, thì ngay lập tức như bản thân Minh Nguyệt nhá, nếu như không thể nhịn mồm nhịn miệng được, và khi ăn chua vào rồi mà có cảm giác khó chịu ấy, là ngay lập tức Minh Nguyệt phải xử lý luôn cái bài này, có luôn một cái anh trà này. Và những ai mà cứ bị đường ruột rối loạn lung tung, đi ngoài lúc táo lúc nát, ăn xong thì muốn chạy vào nhà vệ sinh ấy, cực kỳ khó chịu nhá, thì làm ngay cái bài này cho em Nguyệt. Đó là xé một gói trà ra và đổ trực tiếp vào miệng.